chào quý vị và các bạn. Ngày thứ hai đầu tuần, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn đang tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngay từ sáng sớm thì trời đã trong xanh văn vắt, không một gợn mây. Bởi vậy mà nắng chiếu thẳng trực tiếp xuống mặt đất mà không gặp bất cứ cản trở gì. Nắng càng mạnh thì càng làm cho bầu không khí nóng nhanh hơn. Chỉ từ 10 giờ sáng thì quý vị sẽ cảm nhận rõ cái oi nóng hầm hập khi mà mức nhiệt cao nhất lúc trưa chiều nay lên mức là 37 đến 39 độ. Ở thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình và rất nhiều nơi ở khu vực vùng núi phía Tây Trung Bộ sẽ vẫn có nhiệt độ cao trên 39 độ. Đặc biệt không chỉ nhiệt cao mà thời gian có nhiệt độ cao cũng kéo dài. Cụ thể mức nhiệt trên 35 độ kéo dài suốt từ 10 giờ sáng đến 18 giờ tối. Ngoài ra, độ ẩm thấp nhất lúc trưa chiều cũng chỉ từ 40 đến 55% nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Do vậy, vào khung giờ này thì quý vị nên hạn chế lưu thông trên đường để tránh hơi nóng bốc lên và tránh tác hại của tia cực tím chiếu vào thời điểm mạnh nhất trong ngày. Dự báo hôm nay cũng là ngày nắng nóng đỉnh điểm cuối cùng ở Bắc Bộ. Từ ngày mai ngày 22 tháng 6 thì nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần và chấm dứt vào ngày 23 tháng 6. Còn tại Trung Bộ thì nắng nóng sẽ suy giảm muộn hơn khoảng một ngày. Nơi có thời tiết được nhận định là dễ chịu hơn cả, đó là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trở lại nên mưa sẽ gia tăng ở cả hai khu vực này. Do có mưa nên mức nhiệt tại Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh sẽ vào khoảng là 31 đến 34 độ, còn ở vùng cao Tây Nguyên là 29 cho tới 31 độ. Lưu ý là mưa dông sẽ gia tăng nhiều hơn vào khoảng sau 15 giờ chiều, biểu hiện là mây đối lưu trên các vùng biển Cà Mau, Kiên Giang đang ngày càng đậm đặc hơn. Khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, gió Tây Nam ở mức trung bình, trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng đãng. Trái lại, ở khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông trên diện rộng. Phía tây của vùng biển này thì có lúc gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Bản tin thời tiết sáng ngày 21 tháng 6 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.